một cái đây của con này. Rồi của anh nè, anh đó, anh ăn đi anh. Ăn đi cái này để anh tự xử được. Không sao đâu, anh tự nhiên mà. Để mọi người ăn đi anh. Trời ơi, lại có mưa thế là có người bị trời đánh. Ủa, không ăn bánh bao hả? Anh ăn cái bánh bao đi anh. Bánh bao nó chiên ngon nè. Anh thấy cái bánh bao ha, mà nó chiên cái màu vàng vậy là màu vàng tới đó. Ăn nó rất là ngon, đi ăn đi anh. Không, mà đáng lẽ đúng ra là nó phải làm bớt dầu lại chút xíu đúng mới ngon. Nè, anh ăn thử đi. Anh thấy cái bánh bao này ha, nó chiên nó thực sự ra cũng chưa tới đâu nè. Cái bên này vàng, bên này còn trắng, anh thấy không? Trắng rõ ràng này, nó chiên chưa có tới. Nhưng mà cứ ăn đi. Thôi, mà nói chứ cái anh không thích ăn bánh bao nên nhìn cái mặt anh nãy giờ nhần nhừ là em biết rồi. Phải anh ăn đi nè. Ăn ăn miếng này đi chứ không ăn dục cũng vậy ha, bỏ uổng đi. Thôi ăn nè, ăn đi ha. Tôi no rồi. Đây nè. Mời không ăn rồi em ăn luôn cho rồi. Ba cái bánh này ngon. Không biết ăn. Không nhận nha. Ở trong bàn tiệc nào mà có gia đình anh chị vui lắm. Trời ơi, cái này vui thích lắm. Trời ơi, đi ăn tiệc chỗ nào. Đó các người bé bộ vậy đó. Trời. Bất cứ tiệc nào gia đình chủ quý lắm. Quý gia đình ăn vô cùng. Bởi vậy tao mới nói mới mời vợ chồng anh chị tới đây chứ ăn xong khỏi lo xà bận. Dạ. Ủa anh? Em nói thiệt á, từ xưa giờ em đi ăn bất cứ cái tiệc nào tao nói ăn xong là chủ mê em luôn. Mà rất là thương nha chị. Dạ, chị cứ ăn tự nhiên đi chị. Ủa anh? Gì? Ở đây là nhà mình mà còn ăn vậy, rồi ra nhà hàng nó làm sao? Nói nghe, ăn thì tập trung ăn, nói nhiều quá không ăn được. Ăn đi. Ăn đi chứ đừng nói nhiều, nói ăn được. Ăn chậm chậm thôi mấy đứa. Trời, Nguyễn ăn gì chết đói vậy? Ăn nhanh dễ sao nhanh cằn. Ăn nhanh quá mà bị sặc chết giờ á. Ăn gì? Xin lỗi em bị sặc. Em bị sặc, xin lỗi. Khoan khoan, khoan. Ăn đi, cho vui. Sao tự nhiên rồi cái đưa cho em nguyên một máng luôn. Em ác xì, em sorry. Nhưng mà thôi lỡ rồi thì thôi em xin nhận. Nói chung là... Chị Quả cần lấy bịch ni lông không? Cái gì vậy? Bỏ về đem về. Cần. Rồi, giờ hai bạn nói. Rồi. Bỏ vào ạ. Công nhận chồng chu đáo sợ luôn anh. Chuẩn bị cái bọc này. Chị dịnh giùm cái mé. Để cái chén này chứ ăn con miếng thâu chăng sao hết. À, còn hai cái này. Để sao để trút về cho mấy chó nhà nó ăn. Trời đất ơi, nhiều khi bỏ uổng đồ ăn phí phạm. Bỏ này vô luôn đi chị. Ăn đây. Cái này là để ăn tại bàn, cái đó là để ăn tại nhà. Đúng rồi, cái này là ăn đây là ăn thiệt, còn về ăn dặm là ăn này. Sao tự nhiên đau bụng quá? Ủa? Nãy giờ anh có ăn cái gì đâu mà đau bụng? Thấy cũ anh ăn không mà anh muốn đau bụng rồi. Anh xin phép đi nha. Đi lẹ nha anh. Thế nè. Ôi, bồi cho món mới mà ơi. Gia đình yêu khách ghê, trời thích ghê, sợ thích á. Vậy là súp phải không? À thôi khỏi. Khỏi. Em không cần thiết phải múc. Cái gì vậy? Múc sao ăn? Dạ mời chị húp. Em nói quá, người ta có chồng có con, người ta nói chị húp dẫn khác, nó nói người ta là heo. À xin lỗi không. Trời ơi. Kỳ quá à, anh nói gì không sợ người ta giận à? Không có gì đâu. Không sao, thôi anh chị cứ tự nhiên nghe. Hai chồng mắc cười quá, nói giống như là tự nhiên em là cái người bị ham ăn sao? Em là từ xưa giờ là em chuyên gia mời mọi người mà mắc cười. À xin lỗi, tôi đại diện vợ tôi xin lỗi. Em nhìn chị mặc áo đỏ là em biết cái tính cách chị dữ rồi. Múc có chừng nhiễu kìa. Trời ơi, thiệt tình. Trời ơi, cái lứa gì mà múc chậm quá. Mọi người được ăn rồi hả? Chúc mừng mọi người nghe. Thấy chưa, em nói quá. Ba. Sao ăn súp đi ba? Chưa. Ủa chưa hả? À anh ăn không được phải không? Em biết rồi, anh lớn tuổi nhiều khi ăn ba cái súp lại lạnh bụng lắm đúng không? Đúng không? Đúng rồi phải không? Thôi được rồi. Con em thích ăn súp lắm, phải nó ăn giùm anh ba cho nha. Không sao đâu, không có sao hết trơn á, để con em nó ăn giùm cho. Nè, bắt bao nhiêu nè con nha. Ăn đi, không có cô chú nào ăn dành với con hết trơn, ăn đi con nha. Cảm ơn anh ba trước nha. Sao nhường cho nó làm chi vậy? Nhường nào? Tôi nói chưa là tôi để cho nó nguội, tôi ăn tôi sợ phỏng. Mới nói chưa là nó quất luôn rồi. Ủa? Gì? Thế hình như hơi thiếu nghe. Thiếu gì? Nãy giờ đem ra 4 món đủ có thiếu nữa. Mà phải thiếu món. Thiếu gì? Thiếu thiệp. Là sao? Để coi anh ba 4 cái. Rồi anh Nghĩa chị Trang 4 cái. Đúng rồi. Hai đứa con 4 cái. Bên kia ăn chùa khỏi tính. Ý, mình mời 4 gia đình. Sao đây chỉ có 3 sách bao thơ ta? Hình
như nó thiếu thiếu cái gì á. Thiếu mà nói thẳng gia đình quả thiếu này chứ rồi. À, hèn gì. Ủa sao kỳ vậy ta? Ăn nhiệt tình mà sống thấy bảo bơ thơ vậy ta? Ăn mà không có thiệp người ta nói chết luôn á. Như là ăn trên đầu trên cổ người ta á. Dạ. Khoan khoan khoan, xíu bây giờ anh chị nói sao? Bây giờ anh ý anh chị nói là giống như là tôi đi ăn giật vậy đó hả trời? Trời ơi, mời tôi tới đây mà. Trời ơi, tôi với anh làm ăn lớn mà lại tôi đã đi một cái giỏ qua rồi nha. Tôi dạ, có đi giỏ qua 1.200.000 cái giỏ đó. Mà. Cái giỏ qua 400.000 tiền qua mà tao nói 800 cục mút. Má, cái đó là quà sinh nhật bạn con tặng cho con mà. Là sao? À, không xin lỗi anh chị là tại vì đôi khi con em nó không có điều khiển được cái gì, nó nói ra nó nói những cái điều mà nó không có suy nghĩ. Con nói thiệt mà. Hả? Tao giết mày chết, tao giết mày chết liền. Trời ơi, mày lanh quá. Tại là hôn. Nó không có biết gì hết trơn á. Là cái này là em mua cái vỏ hoa này là của em. Trời, là lúc đầu á là người ta có cái chữ là em dặn dò rõ ràng là ghi là chúc mừng tân gia mà dạ. Nó bỏ vô lộn cái chữ mà thành kính phân u đó. Là tôi chỉnh ra, tôi lấy ra để tôi đưa lại. Chứ tôi biết là anh chị từ trần biệt ly rồi là đã quá tan thương rồi, hiểu không? Mà đưa cái chữ đó vô anh chị chửi tôi không lịch sự. Tôi đã đi vỏ hoa rồi thì tôi nói cái bao thư từ từ mình đi sao, đúng không? Không lẽ tôi ăn bận vậy mà tôi đi ăn giật à? Đúng không anh Biệt? Đúng ai không? Biết đâu chị ơi. Mày ăn đi, mày ăn đi. Trời ơi, thôi con ăn đi. Món mới luôn đi. Món mới. Món mới là món gì vậy? Cá. Tiêu à? Sao vậy? Cá hay xương? Đâu có gì đâu, chị còn nhai xương được mà. Xương gà, chị nhai nuốt trọng luôn. Xương cá ăn nhầm vậy chị? Cá xấu rồi còn nhai được luôn á. Nói nào nghe, vợ tôi sợ tanh. Không có ăn cá. Tao ăn thôi, vô nằm ghế salon nghỉ tí xíu đi. Đi ra. Sao đâu nha. Em xin làm phép đi toilet chứ. Rồi, chờ tí xíu. Cha Nghĩa cho gọi. Cha ở đâu ạ? Alo Nghĩa hả? Cha đang trong toilet. Trời ơi, má ơi, má. Má ở trong toilet, má gọi ra chi mấy gì vậy đó hả? Chưa ăn cái gì mà, chưa ăn cái gì sao mà bị đó. Rồi, sao tôi chết vậy? Trời, thôi, cắt máy nha. Rồi thôi. Ông đi toilet cho tôi vô tôi thăm ổng. Ở trên lầu 2 có. Chị cứ lên hẳn là lầu 2 ở luôn cho đó cũng được nữa. Không, đi xíu về à. Ăn cá không quen, mọi người ăn kia nha. Dạ, chị đi về đi chị. Bà chị. Bà chị vợ anh vui quá. Bà không ăn cá hả? Trời ơi, bà sao tanh hả? Mấy người tôi kêu là 4-5 món cá luôn đó. Chim có hồ, cái chết trên núi rồi có gì đó. Không ăn cá nữa. Bò. Biết rồi. Kêu là bò la gu rồi. À, dạ, bận quá. Thích cho bò la gu hả? Ông có thờ gì không ăn bò luôn hả? Đỡ ghê luôn. Không phải, chết cha. Quên đem cái điện thoại ra. Trời ơi, thiệt tình. Ủa, đi toilet mau hả? Có đi đâu. Gì hả? Tao nói vừa tới cầu thang mà tao ngửi cái mùi là biết bò ra rồi. Cha này xạo hết sợ. Bò mà lắc á. Trời ơi, thích lắm nè. Trời ơi, em thích nhất là ăn thịt bò. Dạ thôi mọi người, chị thích thì thôi để chị chị ăn luôn hết đi. Dạ. Để. Chị cứ ăn tự nhiên thì ở bàn này chứ không ai dành đâu. Chị ăn cho đồ đi, chị làm thái độ giống như tôi ăn giọng ăn giật của người ta. Em múc cho mọi người ăn. Trời ơi. Em thích ăn bò lagu lắm. Trời ơi, cái món này là mê lắm nghe chưa. Hồi xưa đó hả, má em là hả. Ê đây, để em làm. Để tôi hỗ trợ. Không, để em làm. Bớt nóng đi. Trời xin lỗi dạ. Ai nhắc hả? Trời ơi, làm gì có ai nhắc không? Xin lỗi. Xin lỗi, hầu đầu quá. Xin lỗi. Nè, rồi ăn đi chị, ăn đi nè chị, con này của chị. Ba, ăn củ khoai nè. Ăn củ khoai nè, anh ba ăn củ khoai. Bị bụng sao nó bị kỳ quá, ăn không được. Anh ba ăn khoai đi, nè hai bé ăn cà rốt. Đó, anh ba ăn khoai, hai bé ăn cà rốt. Rồi, ăn đi. Anh, có bao ni lông không? Còn cái nào không đưa chị bỏ vô luôn đi. Nãy đi chuẩn bị có một cái à. Yên tâm, nhà tôi có bao bố. Ừ đúng rồi, đổ bao bố mà đổ đựng gạo đó.